Vâng, xin mời mình lắng nghe khúc vừa rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Và lần đầu tiên thì cho phép Dương Huệ xin gửi lời chào đến toàn thể mọi người có mặt tại phố đi bộ ngày hôm nay, một lời chào thân thương nhất ạ. Yeah.
Yeah.